của con mèo để lại rồi. Kiểu ri băng y chang của tụi mình nè, mấy bà nhớ không? Biết rồi, nhưng mà cái vấn đề ở đây á, tại sao con mèo lại để những lá thư này ở đây? Hay là tôi nghĩ mình mệt nên mở ra đi coi trong đó viết cái gì. Mở ra, mở ra. Đúng rồi đó. Mở ra nhanh lên. Mở ra đi, bà mở đi. Trời ơi bà, mở luôn đi. Có ngon á thì bà mở đi. Bà Lam mở đi. Tại sao là tôi mở? Nó cũng chỉ là một lá thư thôi, có gì đâu ghê gớm. Mở đi. Bà mở đi. Thôi. Theo nguyên tắc á thì trưởng nhóm phải mở trước. Bà là trưởng nhóm, bà mở đi. Cái luật lệ đó ai đặt ra vậy? Ai đặt? Tôi mới đặt ra đó. Ôi trời. Mấy người ai cũng muốn đọc lá thư này, tại sao bắt tôi? Mấy bà có biết là đêm qua con mèo á nó vô nhà, tôi sợ lắm không, tôi ngủ không được luôn á. Tôi cũng giống như bà vậy đó. Thôi được rồi, để đó tôi mở ra cho. Nó có phải là bức thư mời không hả? Cái gì? Bà nói mau đi. Đúng rồi đó, nó là cái gì vậy? Đây là một gì? Cái gì? Rồi bà nói lẹ đi. Một lá thư. Trời ơi, nhảm vừa thôi, ai nhìn vô mà không biết nó là lá thư. Thôi đây tôi đọc cho mệt quá. Xin chào bốn cô gái xinh đẹp. Sao? Sang, Lam và Pin. Ủa? Sao? Sao biết tên tụi mình? Sao hay quá vậy? Nè, đọc tiếp đi. Vậy là các bạn đã gặp được nhau. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một sự sắp đặt. Bởi vì mỗi người trong số các bạn đều là một nhân tố đặc biệt và được lựa chọn từ rất nhiều ứng cử. Các bạn hãy cùng nhau tạo dựng lại nhóm nhạc Tiramisu và cùng nhau tập luyện để thi vào cuộc thi Smart Talent sắp tới. Ngay từ bây giờ, bốn cô gái xinh đẹp đã trở thành một nhóm nhạc. Hãy cùng nhau chinh phục ước mơ của mình. Tụi mình được lựa chọn từ rất nhiều ứng cử để dựng lại nhóm nhạc Tiramisu. Thì ra con mèo đem chúng ta lại gần nhau là có lý do của nó. Chúng ta là một ban nhạc Tiramisu. Như cơn nắng mai vừa lung linh, nụ cười nào làm ai gật ngây. Em không xinh thì ai xinh, tự như giấc mơ nào lung linh, vừa ùa về làm tim xuân sao dần dần. Bởi vì là em đang theo trái tim muôn vàn yêu thương. Baby tell me what you want from me. Ngoài điều ước lớn nhất sẽ không chỉ là ước mơ. Baby tell me what you want. Chân em cao hơn sư mẫu một mét hai. Khi em cười là bao trẻ phải ngỡ ngơ vì em xinh như là một giấc mơ. Vì em xinh như là một giấc mơ. Vì em xinh như là một giấc mơ. Em không xinh thì ai xinh? Như cơn nắng mai vừa lung linh, nụ cười nào làm ai gật ngây. Em không xinh thì ai xinh? Tự như giấc mơ nào lung linh. Sao dần dần là em mang theo trái tim muôn vàn yêu thương.
đã trôi qua kể từ ngày chú Bảo và dì Dân đám cưới. Đã có rất nhiều điều xảy ra ở khu chung cư ngàn sao này, mà điều làm mình buồn nhất đó chính là tiramisu đã tan rã. Có trong mơ mình cũng không thể nghĩ điều này có thể xảy ra được. Vậy mà giờ mỗi đứa đã một nơi rồi. Không biết giờ này ông anh đây ở Pháp có nhớ đến nhóm tiramisu mình không nữa? Chắc là không rồi. Có nhớ chắc chỉ có Kevin và Hồ Quân nhớ thôi. Kevin, Hồ Quân ơi, hai ông ở bển á, cố gắng học thật giỏi rồi quay trở về với tôi nha. Còn Lucy nữa, bao giờ bà mới lo xong việc nhà á? Mấy người có biết là tôi ở đây trong tiệm một mình buồn muốn chết không nè? Trời ơi. Mặc dù rất là buồn, nhưng mà thật sự ngày tháng vui vẻ bên tiramisu chính là động lực tôi cố gắng và kiên trì đi theo đam mê trở thành ca sĩ của mình. Và từ giờ đừng gọi tôi là sáng sáng của một năm trước nữa, hãy gọi tôi là bé sáng. Cái gì đấy? Thế này thì làm ăn được thế nào? Ôi dào ơi, cả một cái chung cư to đùng hoành tráng thế này mà chả có ma nào nó tới mà nó làm khuếch chứ chừng đừng nói mà nó còn may áo ấy. Chắc chắn là nó có biến rồi. Ôi trời ơi. Mẹ như có ma ấy. Xui xẻo qua hết. Xui xẻo qua hết. Chào chị Bông Trà. Chào em. Ủa, ai mới chào mình vậy kìa? Hả? Đừng nói ở dưới leo lên chào nghiêng. Mình tôi là bình thường. Hết cả hồn. May là ở trong tiệm không có ai hết trơn á. Làm hết cái hồn. Ai mà gọi giờ này chắc cũng xui lắm á.
không có ai trong tiệm hết trơn á. Người gì đâu mà lì lợm dễ sợ không? Đã nói là không có ai hết trơn à, nó cứ gọi hoài ha. Tôi á là tôi nể lắm đó nha, tôi nể lắm tôi mới nghe á, chứ đừng có nói là tôi nhiều chuyện nghe không. Alo, công tằng tôm nữ tạ thì Macarena Hương Giang, gọi tắt là Mai Ca, xin nghe. Chị Mộng Dân đó hả? Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp chị. Chị khỏe không chị? Dạ là em đây, bà chủ chung cư. Mới chị ơi, mới banh nè. Trời ơi, em đây, em Mai Ca đây chứ ai. Cái gì? Trời ơi, trong tiệm không có ai hết á, chỉ có mình em à. Chị muốn gặp thì gặp, không gặp thì thôi nha, vậy nha. Đúng là nhà Huy mà, nhà Huy. Đi Mỹ rồi á, vẫn chưa rửa hết phèn là sao? Đó, mọi người thấy chưa? Rõ ràng là bà Mộng Dân gọi cho tôi mà nói là không gọi cho tôi. Trời đất ơi, đường đường là bà chủ một chung cư, quản lý cả một cái chung cư ngàn sao như thế này thì đâu có rảnh. Trời ơi, tôi bận rộn quá mà. Đó. Nói tới mới nhớ, đã đến giờ đi đòi nợ tiền nhà. Tôi bận rộn quá, làm sao mà có thể mà ngồi đây mà rảnh rỗi này nghe điện thoại được. Thôi đi đòi nợ đi. La 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 la. Bời quá trời đất ơi. Trời đất ơi, cái tiệm bánh gì trong vơ trong quá cũng có ai coi tiệm vậy trời. Sao Trang? Sao Trang? Dạ, nghe rồi. Trời ơi, dì làm con hết hồn mà. Sao dì nói dì về Cần Thơ lấy sầu riêng lên bán mà. Dì đúng rồi, dì đi nửa đường rồi. Cái gì Mộng Dân của con gọi điện thoại cho dì, bị phải chạy về tiệm gấp. Biết thì sao không? Dạ. Tao nói con mẹ Mai Ca đó, biết mình thiếu mấy tháng tiền nhà, mày tính nhào rồi đi, tính chiếm cái tiệm bánh này nè. Dì hả? Dì nghe tin vậy, dì phóng cái cửa sổ ra đò, dì chạy quá trời từ Cần Thơ về đây đó. Phải chết luôn, mà hên quá, tiệm chưa ai chiếm hết còn yên nguyên. Dì có làm quá không? Có chuyện như vậy thôi, từ đầu phim đến cuối phim, ai mà không biết cái tiệm bánh này không bao giờ trả tiền nợ, đúng không? Vậy mà dì phải phóng ra khỏi cửa xe đò để đi bộ về đây vậy hả? Ừ, dì cũng nói hơi quá. Nói chung là dì mới ra cái cổng chung cư à, gặp mấy người quen, trời ơi, mua sầu riêng, làm được mấy cái hợp đồng liền. Sao có mùi khét khét? Sao sao? Cái lỗ mũi con thính, con hửi giùm gì? Hửi có phải cái có mùi khét không? Trời, này là mùi cá chiên khét nè. Mà đàn bà con gái con nứa nhà ai đang chiên cá tự nhiên bỏ đi đâu vậy? Không chiên cho con cá nó chín luôn đi rồi đi, để con cá khét lè cái mùi kỳ cục quá à. Khét, con nghe đâu đây nè. Ê, cái mùi khét xuất phát từ cái lầu. À, ở trên lầu con cá chiên của con nó gì? À, con cá chiên, trời ơi trời. Tiếng kêu cứu. Thôi chết rồi. Cháy tiệm bánh. Cháy. Tại chú hết á. Gì tại tôi? Đi chữ lửa và cầm cái cốc trà đá bé tí thế này thì dập lửa được thế nào? Dập được cái que diêm ấy chứ. Tôi bán trà đá thì tôi đem trà đá, nhà có cái gì thì tôi trưng dụng cái đó chứ. Như chú mà là dạng lãng giang á. Tôi thế nào? Đi chữa lửa mà nghĩ thì sao? Đem theo quần áo vải vóc. Hay. Thì cũng như là chị nói đây, có cái gì thì dùng cái đấy. Tôi đang may đồ cho khách thì đang cầm cái áo đang làm khuếch đây, rồi bắt đầu là nghe ơi ơi thì tôi cầm tôi chạy theo, tôi lấy cái áo tôi vập ai nhà nó cháy bừng lên. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, hai người đừng cãi nhau nữa. Bây giờ vấn đề là cái bếp của em nào? Em rảnh thì khép bớt cái mỏ lại giùm cái. Thôi bây giờ đi về lo mà còn đi bệnh viện. Đi về này. Về đi. Trời ơi, qua có phụ giúp gì hết á. Còn đốt rồi, hư hao nhà tôi nữa. Bực bội quá.
gì kêu? Một mình con hả? Nấu cơm cũng là con, trong nhà cũng là con, rửa chén cũng là con, đi chợ cũng là con. Nên bây giờ mới chạy ra có sự gì nè. Dì biết rồi, dì biết, đừng có khóc nữa. Dì Dân á, hồi trước khi đi Mỹ có biểu dì tuyển nhân viên. Hả? Vậy sao dì không tuyển? Hả? Dì muốn bóc lột con, dì bóc lột sức lao động của con phải không? Không có phải, nghe dì nói đi nè. Tại vì á, lúc đó dì thấy có gì nè, có con, có thằng Hoang, đông người muốn làm chi. Dì muốn như con nào, mình... như chưa nào sao? Gì mà đình? Như nào lại vào nhà tôi nhảy đùng đùng chồm chồm lên như con dở hơi ấy. Úi dồi ôi, mặt mũi thì lem luốc chả giống cái giống gì. Này, định bắt nạt bà già mà còn son sắc xinh đẹp đấy à? Phải như nào? Như nào? Không đòn không? Không có bắt nạt mẹ. Mà con nói thật cho mẹ buồn cười quá. Con mẹ quá buồn cười luôn, con nói thật, nó nhảy đùng đùng lên nó bắt nạt mẹ như thế mà mẹ cứ cười thôi. Tao cười hồi nào? Ôi con nhầm. Chết nhà. Mà cũng nhân đây á, cũng phải nhắc nhở luôn tất cả mọi người, những ai mà tính bắt nạt tôi hay là mẹ tôi ở trong cái tiệm bánh này á, là phải bước qua xác của Hoàng Tử Hoan này, nghe chưa?